và đầu bếp Văn Thành xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Thành ơi, hôm bữa anh Thành hướng dẫn cho em món thịt áp chảo sốt mayonnaise đó. Em đã ngay lập tức đem đi thi thố với các bạn của em trong các buổi dã ngoại. Vậy em đã thành công được rỡ luôn. Rồi bây giờ sao nữa? Bây giờ em tới đây nhờ anh Thành chỉ thêm cho em mấy món nữa để em về em tiếp tục trổ tài. Trong những ngày hè sôi động như thế này á, anh nghĩ đây cũng là một yêu cầu cấp thiết. Anh sẽ giới thiệu với em một món ăn vừa thơm ngon lạ miệng nè, và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Và quan trọng là chỉ trong tích tắc là hoàn thành. Trong tích tắc? Nghe hợp lý đó. Nhưng mà tích tắc là bao lâu, anh nói cụ thể ra đi. 25 phút. 25 phút lâu lắm. 25 phút á, cho em đi mua bánh mì 20 phút, còn anh 5 phút là anh hoàn thành rồi. Vậy á hả? Vậy thì được. Vậy thôi bây giờ mình bắt đầu thực hiện anh ha. Món gì vậy anh? Đó là món bánh mì kẹp thịt gà. Nguyên liệu món ăn dùng cho 4 người gồm có 200 g thịt gà, 2 ổ bánh mì baguette, tỏi băm, một trái cà chua, xà lách, một cây rau quế và không thể thiếu sốt mayonnaise Lisa. Đầu tiên các bạn luộc thịt gà chín, sau đó xé sợi nhỏ và chúng ta sẽ ướp gia vị. Mình có bỏ cái gì vào trong nước luộc thịt gà không anh? Bình thường á thì mình luộc thịt gà mình cũng nên nêm một chút gia vị, nhưng mà tại vì thịt gà này, món này mình làm mình ra ngoài mình dính rồi mình sẽ ướp ở ngoài, thành ra mình không cần bỏ gia vị. Rồi, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và chờ cho thịt chín thôi anh Thành ha. Bây giờ anh nhờ bên Châu xé nhỏ xà lách ra giùm anh. Dạ. Trong thời gian đó anh sẽ cắt cà chua thành từng lát mỏng như thế này. Cái phần rau quế này đó, anh sẽ nhặt cái lá rồi mình bầm nhuyễn. Đây, anh sẽ cho bột cối nè ha. Mình giả chung với tỏi để khi anh trộn với đây sốt mayonnaise thì sốt sẽ thơm và ngon hơn. Ồ vậy đó hả? Và quý vị khán giả cũng đừng quên điều này nhé. Quý vị nên giả nhuyễn, tỏi và rau quế để khi mà chúng ta trộn vào sốt mayonnaise thì sẽ thơm hơn. Sau khi gà chín chúng ta sẽ xé sợi nhỏ nha. À anh Thành ơi, em thấy món này mà mình làm để ăn sáng thì chắc cũng ngon lắm ha. Ừ, món này dùng làm món điểm tâm thì rất là hợp em. Vừa ngon, thơm, vừa đầy đủ dinh dưỡng nè. Nếu như các bạn muốn dùng làm món ăn điểm tâm á thì các bạn có thể luộc ướp gà trước vào buổi tối, tiết kiệm được thời gian. Dạ. Theo lời của anh Thành nói thì buổi sáng chúng ta chỉ cần một giây thôi là có thể ăn rồi đúng không anh? Sau khi đã xé thịt gà xong, bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái khâu ướp thịt gà. Các bạn ướp thịt gà với lại một muỗng cà phê ướp mắm ngon nha, và một chút tiêu. Sau đó chúng ta trộn đều lên để cho thấm. Và bây giờ anh nhờ bên Châu pha sốt anh ha. Dạ. Em cứ bỏ vào đây khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise, rồi em khuấy đều lên là nó sẽ tạo được cái hồi sốt, cái mùi vị rất là hài hòa. Dạ. Thường thì trong bếp á, anh sử dụng chai sốt mayonnaise Lisa lớn này, nhưng mà nếu bên Châu hay là các bạn nếu đi bích đích mà trời đó thì nên sử dụng cái gói mayonnaise Lisa nhỏ này rất là tiện lợi. Rồi bên Châu khuấy đều sốt chưa? Em nghĩ là đều rồi đó, sốt của mình có màu xanh xanh rồi nè. Rồi tới cái khâu cuối cùng là anh sẽ xẻ bánh mì và cho nguyên liệu vào nha. Dạ. Nhưng mà em thấy cái bánh mì mà đi mua về nãy giờ mình chuẩn bị như vậy nó sẽ hơi bị mềm đó. Đúng, bánh mì này á là mình nên cho vào lò nướng, nướng sơ lại trước, nếu nóng mình ăn giòn nó sẽ ngon hơn. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, trước khi dùng thì chúng ta nên nướng sơ của bánh mì để bánh mì được nóng, giòn và sẽ ngon hơn. Rồi, mình sẽ dọc bánh mì như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ quết hỗn hợp sốt mayonnaise rau quế này vào nè. Dạ. Hai mặt trong bánh mì nha. Dạ. Mình sẽ sắp rau xà lách vào. Với cà chua. Rồi sau đó mình cho gà lên trên nha. Cho thêm một chút sốt lên trên nữa. Rồi bây giờ đã hoàn thành rồi đó mình Châu. Đặt đây nha. Dạ. Thấy hấp dẫn không? Dạ có. Món ngon trong tích tắc. Anh Thành và quý vị khán giả có biết không, một ổ bánh mì vàng ươm như thế này với thịt gà và rau tươi mát ở bên trong chắc chắn sẽ làm cho mùa hè sôi động của quý vị thêm nhiều màu sắc và sinh động hơn. Và quý vị cũng sẽ có rất nhiều những niềm vui thú vị bên bạn bè và người thân của mình trong những dịp picnic hoặc là trong những bữa điểm tâm sáng. Chúc quý vị thành công và ngon miệng. Và quý vị cũng đừng quên nhé, trong mùa hè sôi động này chúng ta có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau. Hãy liên lạc với chương trình theo hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi đến số 0618826188. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto. Bây giờ chương trình phải tạm khép lại rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.